Thưa quý vị và các bạn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2017. Vì thế, hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đều cứng hóa, phong quang, sạch đẹp. Trong đó có 10 km đường được trồng hoa ở hai bên. Góp sức trong kết quả đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Đức đã trồng, chăm sóc được 1,5 km đường hoa, đồng thời triển khai xây dựng được 4 km đường điện thắp sáng làng quê. Tháng 6 năm 2018, với sự ủng hộ tích cực của người dân xóm Tân Ngọc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Đức bắt đầu xây dựng tuyến đường kiểu mẫu nằm dọc theo tuyến đường trục xóm. Đây cũng là tuyến đường phục vụ nhân dân của ba xóm Tân Ngọc, Ngọc Lý và xóm Vàng sản xuất nông nghiệp ở cánh đồng hai bên đường. Vâng, xin chào các bạn. Nơi tôi đang đứng đây là tuyến đường mẫu của Đoàn Thanh niên xã Tân Đức được xây dựng trên địa bàn chi đoàn xóm Tân Ngọc thuộc Đoàn Thanh niên xã Tân Đức. Từ khi hình thành lên ý tưởng và xây dựng, chúng tôi tiến hành trong khoảng thời gian 4 tháng. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, chúng tôi thường xuyên huy động đoàn viên thanh niên trong toàn xã cùng tham gia vệ sinh, trồng bổ sung hoa, chỉnh trang lại tuyến đường và đặc biệt là tuyến đường điện thắp sáng về ban đêm. Chúng tôi đã hoàn thiện với tổng công trình trên 27 triệu đồng với chiều dài của tuyến đường là 800 m. Cùng với tuyến đường hoa hai bên được trồng những hàng hoa chiều tím và những cây tùng cũng như những cây chuỗi ngọc như các bạn đã thấy. Và ngay sau đây, xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá tuyến đường mẫu của Đoàn Thanh niên xã Tân Đức. Những giọng hoa chiều tím này dễ trồng và dễ chăm sóc, đặc biệt chúng có thể nở hoa quanh năm. Mỗi bông chiều tím nở từ sáng sớm đến khoảng 3 giờ chiều. Sắc tím nổi bật hai bên đường mang đến khung cảnh tươi mới, đẹp hơn cho con đường làng. Đan xen với hàng chiều tím chuỗi ngọc là 80 ngọn tùng vươn cao, xanh biếc, tựa như tuổi trẻ Tân Đức nỗ lực vươn mình, đưa quê hương lên một tầm cao mới, diện mạo mới. Tôi người xóm trên xóm Ngọc Lý, nhưng mà hàng ngày là tôi vẫn đi có đồng ở dưới này, tôi đi làm qua đây mà con đường của xóm Tân Ngọc này, từ khi mà trồng cái hàng dãy hàng hoa này là tôi cảm thấy rất chi là đẹp và hài lòng với cái tuyến đường này, với các thanh niên đã đóng góp công sức là làm là cái tuyến đường xanh sạch đẹp là rất chi là tốt và chúng tôi rất thích. Đi làm mà cứ mỗi khi xuống nhìn thấy những hàng hoa nó có hoa như này, phong cảnh này là tự dưng nó lại yêu đời hơn. Cùng với tuyến đường hoa, các bạn cũng có thể thấy những bóng điện chạy dọc theo cả tuyến đường. Với 27 bóng điện chạy dọc theo tuyến đường dài 800 m, sau khi hoàng hôn buông xuống, những bóng điện này sẽ chiếu sáng cho cả tuyến đường để việc đi lại của người dân được thuận lợi hơn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Từ khi có bóng điện chiếu sáng, tuyến đường cũng trở thành nơi đi bộ lý tưởng của người dân trong xóm. Để tuyến đường luôn xanh, sạch, đẹp, định kỳ vào ngày chủ nhật tuần cuối của tháng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Đức phối hợp với chi đoàn thanh niên và nhân dân xóm Tân Ngọc tổ chức vệ sinh tuyến đường, nhổ cỏ, chăm sóc đường hoa, thay thế những bóng điện bị hỏng, những tấm pano áp phích tuyên truyền đã cũ, tuyên truyền vận động người dân không xả rác ra đường, để rác đúng nơi quy định, để làng quê luôn sạch đẹp. Cánh đồng xanh xanh mướt xanh.